Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review bá đạo. Mình là Hoàng Spin. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, và chắc chắn sẽ chẳng chờ một ai. Chúng ta may mắn khi mà được sống trong thời đại của những Messi, Ronaldo, Colin Gaudinho và còn có thêm rất nhiều những ngôi sao khác của bóng đá thế giới. Liệu đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng 20 năm nữa các cầu thủ đó sẽ ra sao, sẽ như thế nào chưa? Vậy thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình ra cắt dự xem rằng 20 năm sau, những cầu thủ nổi tiếng đó sẽ như thế nào nhé. Pogba trở thành một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp ở Manchester. Với khiếu thẩm mỹ của mình thì tài năng của anh còn nổi danh khắp thế giới. Đến cả những ngôi sao Hollywood cũng bốc lịch anh để tạo mẫu tóc cho riêng mình. Bên cạnh đó thì Paul Pogba còn là một dancer. Anh thành lập một câu lạc bộ nhảy của riêng mình và thỉnh thoảng có mời Lingard sang nhảy chung. Ibrahimovic của 20 năm sau đã gần 60, tóc đã bạc, da nhăn nhèo, nhưng mà vẫn đang thi đấu tại giải bóng đá vô địch người cao tuổi ở quê nhà. Ông vẫn chưa có ý định treo giày khi mà đã trải qua tổng cộng 56 câu lạc bộ ở 34 quốc gia khác nhau. Ibra khẳng định không có chuyện Ibra bỏ bóng đá, mà chỉ có bóng đá bỏ Ibra mà thôi. Gareth Bale thoải mái trở thành một gôn thủ chuyên nghiệp mà không còn cần quan tâm tới những fan Real nói ra nói vào. Anh đánh gôn rất cừ. Nếu như mà các gôn thủ khác di chuyển trong sân gôn bằng xe điện thì riêng Bale đếch cần. Anh vác ba lô gậy gôn và chạy luôn. Chạy còn nhanh hơn cả xe điện nữa. Cristiano Ronaldo giải nghệ, đi học bằng huấn luyện viên của FIFA và hiện đang là huấn luyện viên trưởng của Real Madrid. Dẫn dắt câu lạc bộ này đoạt 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp. Khi rảnh rỗi thì CR7 vẫn vào sân và thi đấu với các học trò như thường. Ở tuổi 65 thì bác Rô vẫn duy trì chế độ ăn uống tập luyện đều đặn, nên là thân hình vẫn ngon nghè, máy chạy vẫn tốt, đủ tiêu chuẩn của mấy em gái 2K2 tìm Sugar Daddy bây giờ. Đặc biệt trong đội hình Real Madrid còn có Cristiano Ronaldo Junior, con trai của huấn luyện viên trưởng Ronaldo, cũng là một ngôi sao sáng giống hệt bố mình ngày xưa. Mohamed Salah, sau khi mà trở thành huyền thoại được dựng tượng tại Anfield, đã trở thành một người rất có tiếng nói ở quê nhà Ai Cập. Hiện Salah đã trở thành một chính trị gia. Ông đang trong quá trình tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho cuộc tranh cử thủ tướng Ai Cập diễn ra vào cuối năm. Với niềm đam mê từ nhỏ với máy quay, Karim Benzema trở thành một cameraman thứ thiệt. Các kỹ năng chọn góc, chọn cảnh của anh đều rất tinh tế. Để tìm kiếm thêm thử thách mới, anh còn đến Nhật sinh sống để quay những thước phim GAV ướt át. Benzema có gọi điện cho Ribery mời làm diễn viên chính, nhưng mà anh đã bị từ chối ngày sau đó. Bệnh nhân Marco Roy, ngày 12 tháng 8 năm 2040, được ghi nhận đang điều trị nội trú ở bệnh viện trung tâm Berlin với lần chấn thương thứ 51 trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Được biết là gia đình cũng đã mua nhà ở ngay cạnh bệnh viện để tiện chăm sóc cho Marco Roy. Tính ra thì thời gian mà anh nằm viện còn nhiều hơn là thời gian anh ở nhà. N'Golo Kanté cùng gương mặt cute thánh thiện và nụ cười tươi rói như ánh mặt trời cuối đông đã trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hiệu kem đánh răng nổi tiếng thế giới. Thomas Müller mở quán bia to nhất vùng Bavaria. Để hút khách, anh đã du nhập thêm nhiều món nhậu đến từ Việt Nam như là lạc luộc, nem chua, đậu chào, rau muống xào tỏi, cút lộn xào me và thịt cầy 7 món. Aguero trở thành một streamer nổi tiếng với hàng trăm ngàn người luôn luôn đón chờ xem anh livestream. Để mà nói thì Aguero cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà anh có một cách rất bá đạo để hút lượt xem. Đó là thỉnh thoảng Aguero sẽ gọi điện cho mấy người bạn thân như là Messi, Higuain, Kevin De Bruyne, Sterling, hay là thậm chí còn gọi điện luôn cho bố vợ cũ của mình là Maradona để cùng chém gió. Luis Suarez về quê nuôi cá, trồng thêm rau. Và anh còn trở thành một nha sĩ để chăm sóc bộ nhá cho mọi người. Đây cũng là một công việc để giúp anh kiếm thêm thu nhập. Trước cửa phòng khám của Soret thì luôn luôn có dòng chữ thân thường: vào đi, nha sĩ không cắn đầu. Mauro Icardi với kinh nghiệm đầy mình trong ngành nghiên cứu các động vật có sừng đã trở thành một nhà tư vấn và môi giới hôn nhân đầy tài ba.
anh cùng với vợ mình mở công ty riêng, chuyên xử lý, giải đáp các vấn đề liên quan đến tình yêu. Y cất đi đặc biệt mắt tay trong các vụ đập chậu cướp hoa, đánh đồn có địch và mèo mả gà đồng. Sun Hong Min đã không hề lãng phí tài năng diễn xuất của mình. Sau khi mà treo giày, anh lập tức trở về Hàn Quốc và trở thành một diễn viên nổi tiếng cho các bộ phim drama. Nhờ kỹ năng diễn xuất khóc cực kỳ tự nhiên, cộng với lại sự nổi tiếng khi mà làm cầu thủ trước kia, nên Sun Hong Min đóng phim nào là phim đấy lập tức trở thành bom tấn. Ngài Park Kwe, với sự đồng thuận cao của các cổ động viên cũng như là cầu thủ, đã chính thức trở thành tân chủ tịch của Barcelona. Ngài luôn luôn đưa ra những quyết sách đúng đắn trong việc điều hành đội bóng, cải thiện được khâu chuyển nhượng so với triều đại của những vị chủ tịch cũ, chú trọng việc sử dụng cầu thủ trẻ của lò đào tạo nhà mình. Nhưng mà vị chủ tịch này thì lại bị tật nói nhiều và gãy sớm, luôn luôn cà khịa Real Madrid mọi lúc mọi nơi, làm cho hai câu lạc bộ vốn đã không ưa nhau nay càng trở nên bất hòa. Lionel Messi kết thúc sự nghiệp tại Barcelona, trở thành một huyền thoại chỉ cho một câu lạc bộ duy nhất, mặc kệ những câu bồ kích vô dụng, là hãy sang Premier League thử sức đi. Sau khi giải nghệ, Messi dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh kiến tạo cho vợ mình đẻ thêm 4 người con, thế là đủ một đội hình đá sân 7. Messi mở một trang trại nuôi chó, con nào con đấy cũng to đùng. Anh còn viết loạt sách dạy bóng đá và được các độc giả cực kỳ ưa thích, đã phát hành được hơn 2 triệu bảng, kiếm rất nhiều tiền và đang bị cơ quan thuế điều tra về việc quyền đóng thuế. No. Lingardinho giải nghệ và dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Anh cùng với các người bạn khác là Lukaku, Magai, David Luiz thành lập một nhóm hài có tên là 4 con mèo, luôn luôn đem lại những tràng cười sảng khoái nhưng mà cũng đầy ý nghĩa cho khán giả. Dần dần nhóm trở nên nổi tiếng và cực kỳ đắt sâu. Sau đó thì 4 người còn góp cổ phần để xây dựng một nhà hát kịch hoành tráng mang tên Old Trafford. Vâng, đó là trong trí tưởng tượng của tôi. Còn trong trí tưởng tượng của các bạn, cầu thủ 20 năm sau sẽ như thế nào thì xin mời comment phía bên dưới. Thấy hay, các bạn đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những số review bá đạo tiếp theo. Xin cảm ơn.